Chào cô Thùy Trinh, cái lời đầu tiên là tôi chân tình để gửi lời sức khỏe cho cô. Tôi mong mỏi và cầu nguyện ơn trên mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã phù hộ cho cô luôn luôn lúc nào cũng được mạnh giỏi, luôn luôn mạnh khỏe cho tới trọn đời để cô phục vụ cho đời. Rồi mình phục vụ cho chúng sanh là cúng dường chư Phật, cho nên tôi cầu nguyện cho cô luôn luôn suốt đời được mạnh khỏe để phụng sự chúng sanh. Cái thứ hai nữa là tôi cảm ơn cô rất nhiều, tại vì tôi không có biết cô, vô tình đó tôi mới coi được cô ai phát đó, thì tôi thấy cô, cho nên đã tôi theo cái nước xanh này đã 7 tháng nay. Tôi là người bệnh rất là nhiều, tôi bệnh tiểu đường, cao máu cao mỡ và thở không có được, tôi xài thuốc xịt không hà, nhưng mà bây giờ tôi từng hồi uống nước xanh tới giờ tôi bỏ thuốc xịt, tôi không có xài nữa. Và tôi làm cái gì không nổi, nhưng mà hiện tại bây giờ đó tôi mới có 7 tháng thôi, nhưng mà tôi cho cô thấy bánh tét rất là ngon, làm bì chay, mắm chay, bánh tét, chả lụa rất là ngon. Thì cô chứng tỏ là cho cô thấy, cô biết là nhờ cái nước ép đó mà sức khỏe của tôi là nó rất là tốt, và giảm tất cả những cái liều thuốc đi, thay vì mình xài insulin chích hà uống gì metformin đồ đó, thì những thứ đó tôi đã giảm dần và không có xài. Hiện là tôi uống metformin một ngày có một viên thôi, mà thỉnh thoảng tôi mới uống chứ không phải ngày nào cũng uống. Còn chích insulin hay là cái gì là tôi bỏ hết rồi, tại tôi đường tôi không bao giờ quá tới 5.9, nó từ 5.6 tới 5.8 thôi. 3 tháng thử máu một lần thì bác sĩ thử trong bệnh viện từ 5.6 tới 5.8 thì tôi thấy quá tốt, tại vì hồi xưa đường tôi tới 6 chấm mấy rồi, rồi mỡ tôi không quá 200, rồi máu của tôi không có lên tới 13, nó thường nó 11, 11 mấy thôi. Cho nên thật sự á là cũng như mẹ ruột thì đẻ tôi, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát á thì cứu hộ rồi sống, và mẹ tâm linh của tôi. Còn cô á thì nhỏ tuổi hơn tôi, tại vì tôi 66 tuổi, nhưng mà cô á là cũng như là người tái tạo tôi một lần để cho tôi không có bệnh nữa. Thành ra đó, thật sự mà nó nói thì nó cô nhỏ hơn tôi nhiều lắm, nhưng mà nếu mà tôi gặp cô á, tôi gặp mà trực tiếp cô á, chắc tôi quỳ tôi lại cô ba lại để tạ ơn, chứ còn hai tiếng cám ơn hay là tri ân gì á, nó chưa đủ. Nên thành ra tôi rất là ngưỡng mộ cô và rất là quý kính cô. Vậy thôi, tôi có đôi lời vậy thôi. Tôi biết cô rất bận, và tôi cũng là người làm từ thiện, làm thiện nguyện rất là nhiều, từ ở Việt Nam qua tới Mỹ. Tôi qua Mỹ này được 23 năm, nhưng không có làm thiện nguyện nhiều như ở Việt Nam, nhưng cái tâm tôi lúc nào cũng là tâm lành. Thành ra tôi nghĩ việc lành và làm lành. Thôi, tôi một lần nữa xin chúc cô được sức khỏe trọn đời luôn để phục vụ chúng sanh. Thành thật tri ân cô. Chào cô.